Các bạn, đây là cái mẫu máy Sony mà có thể nói được là nó khá đầy đủ cổng ăn chơi nha các bạn ơi. Cái mẫu tôi giới thiệu với các bạn đó là Sony EX435 nha. Cổng này các bạn sẽ thấy được là nó có đến hai cổng HDMI này, hai cổng HDMI, USB 2 cổng, kết nối mạng 1 cổng, hai cổng computer, 1 cổng monitor và có audio in-out đầy đủ luôn. Video, S video, nói chung là nó gần như là không thiếu một cổng ăn chơi nào mà có trên các cái máy chiếu hiện đại cả các bạn. Đây là cái mẫu máy chiếu chính hãng của Sony, sử dụng công nghệ 3 LCD nhé. Độ sáng của nó dao động khoảng từ trên dưới 3500 nc lumen nha các bạn. Đây là cái hình ảnh chiếu từ cái dòng máy chiếu này, các bạn sẽ thấy được cái menu của nó. Tôi sẽ chuyển sang cái menu có tiếng Việt. Đây, con này chắc chắn nó có tiếng Việt là vì dòng này dòng đời mới mà. Rồi, các thông số các bạn có thể thấy, tùy chỉnh các thông số ở đây là tùy chỉnh về hình ảnh nha. Rồi tùy chỉnh về tỷ lệ co hình này, tỷ lệ khung hình nhá. Thì dòng này nó có 43:16:9, rồi đầy đủ các cái thông số các bạn có thể nhìn ở đây. Trong trường hợp mà các bạn treo lên cao thì các bạn sẽ lật ngược hình bằng cách là các bạn chọn ở đây cái chữ HV nha các bạn. Chữ trên cùng HV đây sẽ lật ngược hình lại nha. Ok. Dòng này nó sẽ có một cái tính năng khá hay, đó là tính năng tự động làm vuông hình nhá. Khi các bạn để cao hơn hoặc thấp hơn so với màn chiếu thì hình ảnh nó sẽ tự động làm vuông lại, các bạn không hề chỉnh bằng tay nha. Đây là cái mẫu máy quay sử dụng được cung cấp bởi trang web là maychucu.com nha. Các bạn có thể tham khảo thêm thông tin trên trang web maychucu.com. Cảm ơn các bạn đã cùng tôi trải nghiệm về máy chiếu Sony EX435.